mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Đọc nhiều kinh Phật tăng trí huệ. Hồ nữ cư sĩ hướng về Hòa Thượng Diệu Pháp thỉnh giáo. Bà bị bệnh tim 3-4 năm nay, mặc dù đã đi bệnh viện chữa trị nhưng lúc tốt lúc xấu. Sau đó nhờ người giới thiệu kể là sư phụ giảng giải Phật lý rất hay, nếu tin theo không ăn thịt sát sanh, hàng ngày niệm Phật và làm thiện thì có thể khiến cho tim khỏe lại. Thế là bà vội quy y Phật môn, nhưng không biết bệnh bà bao giờ mới lành. Sư phụ mỉm cười hỏi bà: Đạo hữu không có ăn chay à? Thưa, con ăn chay. Tôi cảm thấy bà vẫn đang ăn cá, tôm cua, nhất là rất ưa ăn tôm càng. Không chỉ tự bà ưa ăn, mà còn giới thiệu bạn bè đến tiệm X ăn và còn ca ngợi. Quảng cáo tiệm đó nấu rất ngon. Bà có làm vậy hay không? Hồ cư sĩ nghe sư phụ nói, rơi nước mắt hỏi: Ôi sư phụ, cá tôm cua bà cũng thích là thịt sao? Con vẫn nghĩ là mình đang ăn chay đó. Sư phụ nói: Cá, tôm, cua, nếu không phải thịt thì bà cho là gì? Là rau cải à? Đệ tử Phật giữ giới không ăn mặn và không ăn các thứ hành, hẹ, tỏi. Bà phải biết là không ăn mặn bao gồm các loài động vật có mạng sống, có máu thịt. Mà cá, tôm, cua là động vật, chúng vẫn có mạng sống. Bà phải dứt ăn mặn, ăn chay cho đúng thì bệnh mới chuyển tốt được. Dạ vâng, thưa sư phụ. Từ giờ con sẽ bắt đầu lại. Con sẽ không ăn các loại động vật bao gồm cá, tôm, cua. Bà Hồ nói. Sư phụ lại khai thị: Đệ tử Phật không những tự mình giữ giới sát, dứt hẳn ăn thịt, không uống rượu, không hút thuốc, cũng chẳng nên giới thiệu người đến chỗ nào đó ăn thịt, bày cho họ hút thuốc hay nhậu nhẹt, lại càng không thể kinh doanh các thứ ấy. Bởi vì luôn bán rượu, thuốc, thịt cho người dùng ăn là phạm tội, giống như tự mình không hút thuốc lại bán cho người hút thì lỗi cũng đồng vậy. Do bà có giới thiệu người đi ăn đồ mặn nên phải nhận ra lỗi ấy mà sám hối. Sư phụ, con đã hiểu rõ. Từ nay về sau, không những tự mình ăn chay mà nhất quyết sẽ chẳng xúi người đi ăn đồ mặn nữa. Tôi ngồi bên cạnh nghe sư phụ và bà Hồ nói, không nhịn được bèn góp lời: Bà cảm thấy tim có dễ chịu hơn không? Bà ngẩn người một chút rồi sau đó hiểu ý tôi, cao hứng phát biểu: Ôi chào, thật thư thái lắm ạ. Đã rất lâu rồi tôi chưa có được cảm giác nhẹ khỏe như thế này. Người tin thờ Phật, ăn chay không những chỉ để trị lành bệnh, mà quan trọng nhất là phải hiểu rõ đạo lý cốt yếu trong vũ trụ nhân sinh. Phải nên xem các bộ Tâm Kinh, Kinh Địa Tạng, Pháp Bảo Đàn và Kinh Lương Hoàng Xám, vân vân. Còn có Kinh Lăng Nghiêm nữa. Đây là những bộ kinh giúp khai mở trí huệ, phân rõ 50 loại ma ngũ ấm. Có thể nhờ xem kinh mà đương theo đó, các vị tự xét hành vi của mình có phù hợp với chánh pháp hay không. Cho nên nói, chỉ có xem kinh mới tăng trí huệ. Ha ha ha,